rơi nước mắt, lãnh đạo Hà Lan xúc động khi nghe tâm niệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, tầm nhìn và tư duy chiến lược là những tố chất quan trọng mang tính quyết định tới thành công của người cán bộ lãnh đạo. Không phải bất kỳ ai sinh ra cũng đều có ngay mục đích sống của đời mình và không phải bất kỳ một nhà lãnh đạo nào cũng đều có tầm nhìn khi được đảm nhận trọng trách. Người lãnh đạo tài năng phải cho thấy được sự đam mê, lòng nhiệt huyết của mình với đích đến mong muốn của một tập thể, thậm chí đối với lãnh đạo quốc gia thì tầm nhìn của những người đứng đầu còn ảnh hưởng đến cả một đất nước. Sẽ không một ai muốn hành động nếu như họ không cảm nhận được sự cam kết và niềm tin vững chắc vào tầm nhìn từ chính người lãnh đạo. Có một tầm nhìn xa trông rộng, đặt ra được những mục tiêu và kế hoạch vừa phải bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại, lại vừa phải phù hợp và kiên định giữ gìn được hình ảnh đặc trưng riêng của dân tộc mình là một bài toán khó, rất khó. Và một trong những khó khăn thường gặp nhất của người đứng đầu nhà nước là phải làm thế nào để có thể truyền tải tầm nhìn một cách hiệu quả tới mọi người dân, thuyết phục mọi người tin tưởng và đi theo mình. Những khó khăn không chỉ dừng lại ở đó, khó hơn nữa là phải thuyết phục được cả những người ở quốc gia khác tin tưởng vào tầm nhìn của mình, để họ bắt tay hợp tác, đưa đất nước mình tiến lên. Nói về một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và cả tài năng chinh phục lòng người như thế, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể nói là tấm gương điển hình hiện nay. Qua chuyến thăm mới đây nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hà Lan, có thể khẳng định rằng ông là người tài năng, nhạy bén với thời cuộc, có tầm nhìn chiến lược, luôn biết nhìn ra thế giới để vươn lên, nắm được vị thế và ưu điểm của đất nước so với thế giới để thúc đẩy quốc gia phát triển. Tại sao lại có thể khẳng định như vậy? Mời các bạn cùng Tri Thức Việt tìm hiểu kỹ hơn về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hà Lan. Một chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược sẽ đưa quan hệ Việt Nam và Hà Lan lên một tầm cao mới, trong đó có mối quan hệ giữa các địa phương, bộ ngành, giữa Brainport Industrial Campus của Hà Lan với Việt Nam. Và những chia sẻ tâm can không thể bỏ qua của Thủ tướng đã khiến các lãnh đạo Hà Lan xúc động nhường nào nhé! Thưa các bạn, trong chuyến thăm chính thức Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm khu công nghệ cao Brainport, cơ sở Brainport Industrial and Inhoven BIC. Tại đây, Thủ tướng đã nghe giới thiệu về khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo lớn nhất châu Âu, cũng như về tỉnh Bắc Brabant, một trong ba tỉnh có nền công nghiệp phát triển nhất Hà Lan. Trong đó, thành phố Inhoven được coi là thành phố thông minh và trung tâm công nghệ lớn của châu Âu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm kinh tế, nghiên cứu và giáo dục đại học lớn nhất của Hà Lan, cái nôi của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Philips, Daimler, Brabantia, Sensoud. Người đứng đầu chính phủ chúng ta đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với ba mô hình của Hà Lan như Airport, cảng hàng không, Seaport, cảng biển và mô hình Brainport tại BIC với tinh thần không gian truyền cảm hứng cho đổi mới sáng tạo mở. Ông nói Hà Lan từ một nước nông nghiệp đã phát triển thành một nước công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, dịch vụ thông minh. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây là những mô hình, cách làm, bước đi khôn ngoan, định hướng phát triển đúng đắn mà Việt Nam với nhiều điểm tương đồng rất muốn tham khảo, học tập kinh nghiệm. Với chất giọng trầm ấm của mình, Thủ tướng ngỏ ý muốn Hà Lan sẽ đồng hành cùng Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông bày tỏ, chúng tôi đang thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng một Brainport tại Hà Nội, theo mô hình Brainport tại Eindhoven, với quy hoạch, cơ chế, chính sách phù hợp, phát huy vai trò của ba nhà, gồm nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp, huy động các nguồn lực, trong đó có sự chung tay của các doanh nghiệp lớn từ châu Âu. Trung tâm công nghệ cao Brainport là trung tâm thông minh đổi mới sáng tạo với hệ thống công nghệ cao, bán dẫn, giải pháp tiên tiến. Nơi đây có mạng lưới cung cấp cho 120 công ty, các công ty hợp tác chia sẻ thế mạnh và chuyên môn cho nhau. Để giảm chi phí cho khách hàng, trung tâm này cung cấp chuỗi cung ứng toàn diện, bao gồm thiết kế, kỹ sư, sản xuất. Thủ tướng cho rằng, Brainport tại Hà Nội cần đặt trọng tâm vào thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đi đúng hướng vào các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, đồng thời giải quyết các vấn đề của Việt Nam như định hướng phát triển nông nghiệp, các vấn đề liên quan tới đồng bằng sông Cửu Long, xóa đói giảm nghèo, bằng các thành quả đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ ra các điểm cụ thể cần sự chia sẻ của Hà Lan trong quá trình xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cụ thể là Brainport Hà Nội, như mô hình Brainport Industrial Campus ở thành phố Eindhoven của Hà Lan. Thủ tướng mong muốn Hà Lan hỗ trợ giúp Việt Nam xây dựng mô hình này với những bước đi công việc hết sức cụ thể để có hiệu quả qua từng năm tháng, hỗ trợ Việt Nam xây dựng quy hoạch, cơ chế chính sách hoạt động phù hợp với nguồn lực, điều kiện của Việt Nam, xây dựng các nội dung cụ thể phối hợp hoạt động giữa ba nhà là nhà nước, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, tư vấn về huy động nguồn lực để phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó có huy động nguồn lực đặc biệt là vốn, sự giúp đỡ từ Hà Lan và các nước châu Âu.
Đặc biệt, yếu tố có ý nghĩa quyết định trong thành công của Brainport ở Hà Nội, theo Thủ tướng là vấn đề con người. Do đó, ông cũng đề nghị Hà Lan giúp đỡ đào tạo nhân lực chất lượng cao, đào tạo về ý tưởng, cách quản trị, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng chính sách hợp tác quốc tế để vận hành hiệu quả trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, cũng là hướng đến mục tiêu xa hơn, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẽ trở thành nền tảng vững chắc để phát triển đất nước trong tương lai. Thủ tướng cũng hy vọng sau chuyến thăm này, hai bên sẽ đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, bao trùm, bền vững, xuyên suốt hơn, trong đó có quan hệ giữa Brainport với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo với các tỉnh. Nhân 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng nói, muốn đi xa phải đi cùng nhau, đã nói là phải làm. Cuộc trò chuyện chân thành và mang theo đó là tinh thần quyết tâm đi lên cùng tầm nhìn chiến lược của Thủ tướng đã khiến lãnh đạo doanh nghiệp Hà Lan có mặt ở cuộc gặp gỡ phải nghiêng mình nể phục. Trong đó, ông Han Duister, nhà sáng lập công ty Siox Technologies, vô cùng tâm đắc và xúc động với những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Lãnh đạo công ty Siox Technologies bày tỏ, lý do tôi xúc động là vì biết được Thủ tướng Việt Nam tâm niệm về công việc của mình là phục vụ lợi ích của người dân Việt Nam cũng như người dân trên thế giới. Tư duy ấy vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Siox là công ty cung cấp thiết bị hàng đầu cho các doanh nghiệp công nghệ cao, hiện có văn phòng tại Đà Nẵng. Ông Duister còn chia sẻ rằng, ông rất tự hào vì được phát triển các giải pháp công nghệ ở Việt Nam, đồng thời cam kết hỗ trợ hết sức cho Việt Nam trong những nỗ lực sắp tới. Có thể thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính là một nhà lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn chiến lược và cả tài năng thu phục lòng người. Một nhà lãnh đạo giỏi phải là người có tầm nhìn. Tầm nhìn sẽ là nguồn động lực thúc đẩy, truyền cảm hứng và khuyến khích mọi người cùng tiến lên để đạt được. Một người lãnh đạo nếu không có tầm nhìn xa trông rộng sẽ khó có thể thu phục được người khác, tạo ảnh hưởng với người khác. Thành công khiến cho các lãnh đạo doanh nghiệp Hà Lan phải xúc động và đặt niềm tin vào đường lối phát triển của Việt Nam đã là minh chứng rõ nét nhất cho tài năng của Thủ tướng. Người ta có thể dùng tầm nhìn để đánh giá và nhìn nhận xem một người có phù hợp hay xứng đáng với vị trí lãnh đạo của một đất nước hay không. Một người lãnh đạo không có tầm nhìn sẽ thiếu khả năng tạo động lực thúc đẩy người khác. Con người sẽ không thể tiến lên nếu họ không biết họ sẽ phải đi về đâu. Người ta sẽ không có cảm hứng để làm việc nếu như họ không biết họ làm điều đó để làm gì và đạt được gì. Một tổ chức thiếu nhà lãnh đạo có tầm nhìn sẽ giống như một ngôi nhà thiếu sinh khí. Dù mỗi người bằng một cách nào đó đều phải cố gắng tự tạo động lực cho mình, nhưng sẽ không bao giờ có thể có một tiếng nói chung, một sự đồng lòng tập thể. Thật may mắn khi Việt Nam ta có được những nhà lãnh đạo tài năng và chân thành như Thủ tướng Phạm Minh Chính, khiến bạn bè quốc tế cảm thấy nể phục và thêm tin tưởng vào tương lai như ngôi sao đang lên của đất nước ta. Có được lời cam kết và sự ủng hộ nhiệt thành từ các lãnh đạo doanh nghiệp Hà Lan, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến nhanh, tiến xa hơn nữa trên con đường xây dựng một nước Việt Nam phát triển thịnh vượng. Không biết các bạn khán giả của Tri Thức Việt có cảm tưởng thế nào về tầm nhìn chiến lược và cả những lời chia sẻ tâm can của Thủ tướng đã hoàn toàn thuyết phục được các nhà lãnh đạo nước ngoài? Hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và trò chuyện cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.